My Road to Miss Universe 2018. Ủa hẹn đi đâu đấy? Uầy, anh Long em đi đâu vậy anh? Anh đi cà phê, sao em lại đấy? Ngày hôm nay em cũng đi cà phê. Tí nữa em có giờ học. Em tính là hẹn bạn em trước để đi cà phê mà trời mưa rồi chắc bạn em cho em leo cây rồi. Đi leo cây đúng không? Vâng ạ. Anh qua đây có đi chơi đâu không hay là đi với em được không? Ok, anh em đi cho leo cây rồi em phải kiếm người khác để vui hơn. Ok. Bình thường cuối tuần mà em không đi học thì em sẽ làm gì? Bình thường cuối tuần nếu mà hen không đi học thì em sẽ đi cà phê, như ngày hôm nay chẳng hạn sẽ hẹn cả bạn cà phê tâm sự về một tuần vừa qua hay là một cái kế hoạch du lịch của hai những người bạn. Giờ này có bận không em? Giờ này khá bận anh ạ, tại vì em phải dính lịch quay này, làm việc với lại lịch training sắp tới để của Miss để đi thi đúng không ạ? Thường em có thích những ngày mưa như này không? Em thì rất là thích mưa, bởi vì là mưa là cho em rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Vậy anh ạ. Sao không? Em bị chật chân anh ạ, nhưng mà không sao, mình có thể đi lên. Anh ơi, ở trên này có nhiều quán hay lắm, anh đi lên với em ở trên này. Em sợ điều gì nhất? Em à? Em sợ ma. Thế điều gì mà em cảm thấy em thích nhất? Em thích nhất là đi tắm biển. Ồ, cool. Em đang mặc bộ váy gì đây? Đây có vẻ là phong cách thường ngày của em không? Em thật sự là một người rất là đa phong cách. Phong cách nào em cũng có thể mặc được, trừ vài trường hợp đặc biệt. Hôm nay cuối tuần là mặc điệu điệu một tí đúng vâng, không? Vâng, đúng rồi, hôm nay là ngày cuối tuần. Với lại là lâu lắm rồi em mới gặp người bạn này nên muốn điệu cho nó xem là nay hen thay đổi như nào. Nhưng mà cuối cùng nó cho em leo cây. Đây có cửa hàng quần áo được. Này, vào xem không? Thôi mình vào đây một tí. Em có thích đi shopping không? Shopping quần áo thì rất là ít, nhưng mà shopping và đi chợ mua rau, mua trái cây gì đó thì rất là thích. Em có một cái hình mẫu lý tưởng của em không? Bạn trai đi, em có hình mẫu lý tưởng là chọn bạn trai không? Này anh hỏi em tưởng là hình mẫu lý tưởng của em định hình như thế nào? Các em suy nghĩ một hình ảnh của mình có gái sexy cá tính mà anh hỏi là người yêu bạn trai thì đơn giản lắm. Em có thích chơi thể thao không? Em rất là thích chơi thể thao. Mỗi lần mà em chơi xong á, em cảm thấy rất là khỏe, rất là thoải mái. Và đôi khi có những môn thể thao làm cho mày hết căng thẳng luôn. Wow, áo này xinh không anh? Xinh lắm, anh như thích thế này là sản phẩm mới của mình đúng không chị? Dạ. Xinh nhờ? Em có thích đọc sách không? Em thì cũng thích đọc sách, nhưng mà sách những cái loại dạng sách mà nói về giá trị con người là những cái loại sách mà em rất là thích đọc. Cuốn sách yêu thích nhất của em gần đây là gì? Đừng bao giờ đi ăn một mình. Em có phải là người sợ ăn một mình không? Không, cái bài học này là kiểu như tự nhiên mình làm hoa hậu xong rồi mình rất là ít thời gian rồi. Mình rất là ít thời gian rồi, mình không có thời gian để đi ăn với mọi người. Mình thường ăn những bữa ăn rất là gấp gáp ở trong nhà, hay là những món ăn nhanh. Thật sự là làm cho hen mất, thứ nhất là mất đi những người bạn của mình rất là nhiều. Ôi, màu cam màu em yêu thích luôn. Màu sắc yêu thích của em là màu gì? Màu sắc yêu thích của em là màu trắng và màu vàng. Em thích món ăn nào nhất? Món giam trong, món ED. Món đấy là món gì vậy? Giam trong là món của người ED, rất là ngon, nhưng mà khi mà ăn món này thì ăn rất là nhiều cơm. Em thích đồ uống, loại đồ uống nào nhất? Em thích uống cà phê ạ. Khi mà ở quê là ngày nào cũng uống cà phê. Cảm ơn nha, bye bye. Hôm nay đồ cửa hàng nhiều đồ đẹp quá. Đúng là thật sự là lâu lắm rồi không đi shopping á. Cái mình kiểu như là stylist đưa đồ gì mình mặc đồ đấy. Bây giờ mình ra cửa hàng thấy wow, sao mọi người lại nhiều đồ đẹp như vậy. Đây là cửa hàng bánh. Anh vào mua bánh nhá. Ok. Mua một miếng bánh. Anh có thích bánh nào không? Cho anh một cái sweet sweet strawberry. Em cũng không ăn nhiều đồ ngọt đâu đúng không? Vâng, em cũng rất là hạn chế ăn đồ ngọt. Nhưng mà kiểu như ăn như này hai anh em vừa nói chuyện vừa ăn được. Đúng rồi. Em có hay ăn đồ ăn nhanh giống như kiểu là gà rán không? Thật sự là rất là ít. Cái món mà thức ăn nhanh mà hen hay ăn nhiều nhất là mì tôm này. Mì tôm Vi Phong đúng không? Vâng, hiện tại là đại sứ của Vi Phong nên là rất là thích những món mì tôm của Vi Phong. Thường ví dụ trong tủ lạnh của em á, em sẽ chứa cái gì là nhiều nhất? Trái cây. Healthy quá ha. Loại quả nào là loại quả mà em thích ăn nhất? Hiện tại thì do em phải tập tăng cân nên là nho là những cái trái được ưu tiên ở trong tủ lạnh. Em có đi du lịch nhiều không?
Em thì rất thích đi du lịch. Nhưng mà đó giờ là đi du lịch một mình ở Việt Nam. Đi đâu cũng được, đi một mình cũng được, hay là có một người bạn, một bạn thôi cũng được, miễn là được đi du lịch. Nhất là đi biển, mình rất thích. Và đi nước ngoài thì mới đi được ba nước à. Cầm đầu là Campuchia, đi được 2 lần. Tiếp theo là New Zealand, ba là Thái Lan. Nếu mà bây giờ anh mà đi du lịch ở trên quê của em á, thì em sẽ dẫn anh đến cái điểm nào mà em thích nhất? À, tức là thác Chai Nul. Vâng, thác Chai Nul hay còn gọi là thác Chai Sap. Ở trên quê em là có rất nhiều voi đúng không? Hồi bé em đã cưỡi voi bao giờ chưa? Đó là cái câu mà kiểu như mới vào Sài Gòn em hay chọc những người bạn của em. Đấy là tao ở dưới nhà tao toàn cưỡi voi đi học, đi chợ, tao đừng cưỡi voi hết. Nhưng mà thực chất là không có chuyện đấy. Không nhiều voi đến cỡ đấy đâu. Căn nhà mơ ước của em là gì? Căn nhà gì? Mơ ước của em là một căn nhà khá xinh xinh, nuôi được 12 con chó đúng. À, là em thích con chó hả? Vâng, em rất là thích chó. Đại khái là nuôi nhà dưới mặt đất để mình có thể cho chó mình đi chơi. Anh có theo dõi Facebook của em, anh thấy em có mấy con chó đúng không? Em có tổng cộng mấy con? Em có 2 con. Xong rồi, nhưng mà hiện tại thì còn 1 con thôi. Nhưng mà bạn em qua gửi nữa, rồi qua kiểu mình nuôi chăm hộ bạn em đi chơi. Thì nhà khi nào cũng có tấp nập 4 con hết. Bộ phim yêu thích của em mà khiến cho em xúc động mà em nhớ nhất là phim nào? Đó là phim Fast and Furious, từ phần 1 đến phần 7. Là em rất là kiểu mê. Tốc độ đúng không? Em có thích xem mấy cái bộ phim siêu anh hùng không? Phim mà khoa học viễn tưởng hay là những cái dạng phim như vậy á, thì Hen không có mê lắm. Không mê lắm, nhưng bây giờ giả sử như em được ông trời ban cho em một cái khả năng siêu nhiên nào đấy thì em sẽ thích mình làm gì? Nếu được lựa chọn thì em thích làm kiểu như tàng hình ấy. Rất là ngon anh ạ. Ủa, cái này mình ăn trước được không? Hay là phải ăn chung? Hen, nếu em mà không làm hoa hậu á, thì em sẽ làm nghề gì? Nếu không là hoa hậu thì Hen vẫn tiếp tục với nghề của mình, đó là người mẫu chuyên nghiệp trình diễn các sàn lớn nhỏ Việt Nam. Em có hay được tặng quà không? Em không biết sao nữa, hình như là em lười tặng quà mọi người hay sao, nên em cũng rất là ít được nhận quà. Em có một cái gọi là một cái thói quen xấu nào không? Đi toilet quá lâu. Thế hả? Em thường làm gì trong toilet? Bấm điện thoại, nhắn tin với bạn. Em ngon nếu mà cho em chọn một cái con vật đó mà em thấy là con người mình giống với con vật đấy nhất về mặt tính cách, thì em nghĩ là em sẽ chọn con vật nào? Vừa gần với em, vừa em có thể gọi là chơi chung, thì hen chọn là con chó. Em thấy tính cách của em với cả những chú cún thì giống nhau ở điểm nào là hơi nghịch ngợm một xíu đúng không? Đúng rồi. Cái mà Hen thấy lớn nhất Hen giống với những chú cún đấy là cái tính nghịch ngợm của mình, tăng động. Lúc mà em còn bé, hồi em đi học tiểu học á, hồi đấy em ước mơ lớn lên em sẽ làm cái gì? Ước của em lúc còn bé là ước gì mình được giống như các cô, mua ve chai, cầm một cọc tiền, xong mua cái này mua kia, đưa, trời ơi, cái cảm giác đó hạnh phúc lắm. Năm nay em đang 26 tuổi á, bây giờ tưởng tượng em 10 năm nữa là em sẽ 36 tuổi. Lúc đấy thì em đang nghĩ là mình sẽ là một người như thế nào? Một người mẹ. Em có thích đông con không? Mình rất là thích em bé, rất là thích con nít, giống như là mình thích những chú cún ấy. Nên là hồi trước mình có cái tư tưởng và suy nghĩ rằng chắc mình đẻ một đội bóng. Em thích con trai hay là con gái không? Em thì thích cả hai. Em nghĩ là cái bài học quan trọng nhất trong cuộc sống của em là gì? Bài học quan trọng nhất trong cuộc sống của em nghĩ là mỗi ngày mình học được gì và mình có trưởng thành hay không. Ví dụ như là mỗi ngày thức dậy là em hay nói với mình là một cô gái hạnh phúc và suy nghĩ tích cực. Em là rất là thích chạy bộ buổi sáng đúng không? Ở Sài Gòn em thường hay chạy bộ ở con đường nào? Chạy ngay gần nhà Hen ở khu du lịch Văn Thánh. Bây giờ nhá, anh sẽ đưa cho em một tấm bảng. Tấm bảng á? Một cục phấn. Em hãy viết cho anh một cái từ mà đang xuất hiện ở trong đầu em ngay lúc này. Ừ.
Ờ, tại sao lại biết từ đó? Tại vì anh nói xong rồi xuất hiện từ gì thì anh nói từ gì thì cái từ nó xuất hiện trong đầu em, không còn một từ nào khác cả. À, em là có vẻ có tố chất khi tham gia cùng phim Anh Như Chớp đấy nha. Ủa? Em có hay xem chương trình đấy không? Rất là thích anh ạ. À. Em rất là thích tham gia chương trình đấy. Có một cái câu đố rất là thú vị mà em đi đố lại mọi người. Đấy là năm nào mà Tết trước Giáng sinh? Đố anh đấy, năm nào? Chịu. Hiển nhiên là Tết nào mà chả trước Giáng sinh. Tết thì là đầu năm, Giáng sinh thì là cuối năm, đúng không? À, hợp lý không? Có ok gì? Bây giờ sẽ cho anh một cái từ, em viết trên bảng đi, một cái từ nào mà em đang nghĩ đến thời điểm hiện tại. Anh nói xong em xuất hiện từ này luôn. Có một câu mà Hen rất là thích, đấy là tình yêu chẳng hề hư mất bao giờ. Em gửi anh lại cái bảng nhá. Gửi luôn cả chiếc bánh đi. Anh ăn nốt em cái bánh đi nè. Okay. Em có phải là một cô gái mà có nhiều bí mật không? Dạ không. Em có hay nói dối người khác không? Cái câu nói của người AD á. Khi mà tiếng AD á, nói dối là một cái điều rất là khó và cực kỳ gọi là ghét. Nên là khi bắt đầu nói tiếng Việt mới biết nói dối đấy. Có một thí sinh nào mà em đang cảm thấy là đối thủ đáng gờm của mình không? Hen khi mà thi ở Việt Nam thì Hen nghĩ rằng là trong đầu Hen là tất cả mọi người đều là người bạn của mình hết. Và mình hãy cùng cố gắng để trổ tài cái khả năng của mình. Và khi đi thế giới thì mình cũng không có hoạch định ai là đối thủ cả. Và hy vọng là Hen sẽ gặp một người bạn nào đó có thể chơi và hợp tính nhau. Ủa mấy giờ rồi anh? Gần 4 giờ rồi đó. Ồ, trễ giờ học của em rồi, thôi mình đi về đi. Ok, thì thôi đi về đi học nha. Vâng, em đi học nha, bye bye, cảm ơn. Ê, hay là anh sẽ đi theo chân em đến lớp học được không? Được không? Được cũng không? Được, tại vì cái lớp học của em rất là thoải mái. Nếu mà anh thích thì có thể đi theo em. Ok, đi theo nha. Hiện tại thì em đã tới trường rồi. Đây là trường Chernobyl Powers của cô Xuân Trang, trưởng ban giám khảo Hồ Hoàn Vũ. Thì Hen có đồng hành và học mới lớp ở đây. Thì ngày hôm nay Hen có học lớp của thầy Thanh Bạch. Thường là Hen học chung với một lớp nhóm khoảng tầm mười mấy người. Thì ngày hôm nay được học lớp riêng. Dạ, em chào chị, chào anh chị. Ủa, em vô lớp luôn nha. Dạ, em chào thầy. Ôi, khoảng chào thầy. Trời ơi, lâu quá đi gặp chị gặp em. Rồi, khi lần đầu tiên em tham gia thì thi Hoa hậu, em có nghĩ rằng mơ ước nó có từ bao giờ? Từ lúc học hay từ lúc lớn rồi mới mơ? Em nghĩ là khi mà em thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam á, ngay cái lúc đăng quang em vẫn còn mơ hồ và suy nghĩ là mọi thứ từ trên trời rơi xuống cho mình. Mọi thứ bây giờ nói chung là em cảm giác là em nhận được sự may mắn. Cái điều quan trọng nữa là trong những giây phút ngắn ngủi mà mình nói trên sân khấu, vâng, thì mình phải bỏ những ý phụ, bỏ những cái gì gọi là những cái từ, nếu mà nó có cũng được, mà nó không có đó, vâng, thì nó làm cho cái nội dung của mình nó tập trung hơn. Dạ. Và cái lời nói phải đi đôi với hành động. Có nghĩa là em nói là hôm nay tôi rất là vui. Thì cái đó là cái câu mình nói. Nhưng mà thật sự nó vui là nó vui phải từ dưới bàn chân của mình. Nó vui cả con người của mình, nó vui lên tới trên đầu của mình và nó tỏ niềm vui ra được. Vâng, em nghĩ thấy là vấn đề luôn. Vấn đề là sao? Nói chung là mỗi lần mà em đi học ở đây, em học cái khóa mà về giữ bình tĩnh á, cũng nhiều nhưng mà em cứ vẫn bị hồi hộp á. Tôi thấy khi đã đoạt giải rồi và bạn đến với John Robert Power để tiếp tục cái chặng đường tiếp theo của mình, thì đây là một cô gái tràn đầy năng lượng và có chí tiến thủ. Cứ nghĩa là mình phải luôn luôn trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong thời gian mà mình có thể. Rồi bây giờ ha, cái điều quan trọng nữa là em phải làm chủ cái mic. Tại vì cái mic có khi người ta đeo cho mình, có khi mình cầm tay. Thì một cái cách để em giữ cái tinh thần, khi mình phải cầm cái mic mà cái ngón tay cái của mình là mình để ở đây vậy nè. Vâng ạ. Thì mình không bị lo, thì không hồi hộp, bởi vì mình là chủ được mình. Đó. Em cầm bình thường coi, em thấy nó yếu liền, thấy chưa? Vâng. Thấy không? Thấy mình bị nó bị rung chuyển. Em để ngón cái giữ lại. 1 2 3 đếm đi. 1 2 3. Cô có năng lượng rất là tràn đầy và cô rất là chân thật, và cái sự chân thành đó nó làm cho cô không có sợ cái gì hết. Cô không phải nghĩ là mình phải đóng vai hoa hậu là phải thế này, phải thế kia. Cô chính là cô. Cô chính là mình. Cho nên là những cái bài tập làm rất là thuyết phục được các bạn cùng lớp.
Và giống như là nhiều khi bạn ấy là tấm gương để các bạn biết phải đi đường nào cho nó đúng. 2, 3, 1. Cho phép Hờ Hèn Nhê được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ngày hôm nay. Tôi không phải chúc cô ấy đoạt giải, bởi vì lời chúc đó cô ấy sẽ nhận được rất là nhiều. Nhưng tôi đã nói rằng khi bạn đến với cuộc thi 90 quốc gia, bạn sẽ có 90 người bạn trên thế giới. Thì điều đó bạn đã là được lời từ cái chương trình này rồi. Hãy tận dụng cái thời gian đó và kết thân với tất cả những người đẹp trên thế giới. Và bạn đang làm một cái công chuyện là để người ta thông qua Hờ Hèn để hiểu rằng người Việt Nam thân thiện, người Việt Nam đáng mến. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hèn đã vừa học xong lớp của thầy Thanh Bạch. Và bên cạnh Hèn đây là cô Xuân Trang, trưởng ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô, con nghĩ rằng ngày hôm nay con với cô không phải là một buổi học nữa. Qua thời gian mà con đã học ở đây, con muốn cô có thể chia sẻ với con nhiều hơn để con có thể phát huy, cũng như là có thể khắc phục được những cái khuyết điểm của con. Rồi, thì cô nghĩ trước khi mà nói cho Hèn nghe những cái điều mà em cần phải tiến bộ hơn, cần phải phát triển nhiều hơn, thì cô nghĩ em phải trả lời câu hỏi của cô trước. Câu hỏi của cô là em biết tại sao toàn bộ ban giám khảo chọn em là hoa hậu hay không? Tất cả mọi người đều có những cái khác nhau, nhưng mà con nghĩ là khi mà con đi thi á, con mang một cái sự lạc quan, cái niềm tin, cái động lực, cũng như là một cái năng lượng tích cực. Cái điểm mạnh của Hờ Hèn đó là đầu tiên đó là vẻ đẹp nội tâm. Bạn ấy có một tâm hồn đẹp thông qua cái ánh mắt của bạn. Rồi thứ hai, dĩ nhiên là thông qua khi mà ứng xử, trả lời ứng xử thì đã làm cho tôi tin chắc rằng bạn ấy có một cái tâm hồn đẹp và một người có một cái nội tâm mạnh mẽ. Thời gian sắp tới thì em thi chắc khoảng hơn 20 ngày á cô. Thì em cũng là một cái người mà hay tụt năng lượng. Em muốn là mang một cái tinh thần, như cô nói là mang một cái tinh thần nhất định của mình đến với Hoa hậu Hoàn vũ là gì. Xác định cái tinh thần đó, nhưng mà có những lúc, đôi lúc con hay tụt tinh thần. Con cũng muốn cô chia sẻ là làm sao để con có thể dàn trải được cái năng lượng đó xuyên suốt trong hơn 20 ngày đó. Cũng như mình biết rõ lần này mình đi thi, mình sẽ thể hiện cái gì, mình sẽ đạt được điều gì. Thì một khi em đã biết rõ rồi thì nó sẽ làm cho em rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Nhưng mà cái yếu tố về thể chất cũng vô cùng quan trọng. Để có một cái năng lượng mạnh mẽ thì em phải làm sao đủ nước, em phải làm sao đủ cái thức ăn, cái thực phẩm mà nó làm cho em nó duy trì được cái cơ thể em. Đó là một cái phần là 30% thôi, nhưng mà 70% để em có được năng lượng đó là từ tinh thần của em. Cô không muốn bởi vì một cái câu nói của ai trên mạng chê bai em, hay là ứng cử viên khác chê bai mình, hay là ngay cả ban tổ chức, nếu mà họ có đối xử với mình không công bằng như thế nào nữa, thì tất cả những thứ đó là chuyện nhỏ. Vâng ạ. Có một số cái kỹ thuật để mình có cái năng lượng tích cực đó, thì trong cái bài mà tư duy tích cực trước cô có hướng dẫn là em sẽ gõ một số cái huyệt, cái em có thể gõ vô dưới cái cạnh tay, bàn tay của mình em có thể gõ khoảng 10 cái. Tự tin nè, nói hay nè, có nghĩa là em vừa gõ em vừa tự nói với bản thân mình. Hèn sẽ tự tin, Hèn sẽ nói rất hay, Hèn sẽ thuyết phục. Nhưng mà mỗi lần buổi sáng em thức dậy với cái tâm thế là rất là mệt bởi vì hôm qua thức khuya, thì buổi sáng thì em đứng trước gương, em có thể gõ những cái huyệt như là đầu chân mày, cuối chân mày, dưới mí mắt, ngay nhân trung, giữa càm, đi xuống dưới cổ thì em sẽ gõ, ví dụ như em đang dùng chân mày bên đây thì em xuống dưới cổ em sẽ gõ ngay cột xương đây, và sau đó là gõ ở phía giữa thân mình, ngay giữa cánh tay, và cuối cùng là ở chỗ ngay bàn tay này. Nhưng mà một cái làm cho tôi cảm thấy quan tâm lo lắng đó là cái gọi là duy trì cái sự gọi là một cái năng lượng tích cực. Bởi vì đẹp thì ai cũng đẹp như nhau, bởi vì kiến thức thì ai cũng có thể có kiến thức như nhau, bởi vì sự khéo léo trong ứng xử thì ai cũng có thể ứng xử như nhau. Nhưng mà cái năng lượng đó, nó sẽ làm cho bạn ấy luôn luôn tỏa sáng. Vâng, con cảm ơn cô ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều thông tin. Chia sẻ xong con cảm thấy nạp liền được cái năng lượng tích cực. Và những bài cô chia sẻ, con hy vọng là từ bây giờ là con nạp cái năng lượng đấy từ bây giờ để con có thể đi thi có nhiều năng lượng hơn nữa. Và cảm ơn cô đã ngày hôm nay đã chia sẻ cùng con. Bây giờ thì Hèn bước vào lớp học của thầy Đức. Thầy Đức là tiến sĩ, là chuyên gia tâm lý của Hèn trong thời gian vừa qua. Hèn luôn có những cái gọi là ở trong tận sâu đáy lòng mình có những cái sự lo lắng hay là thắc mắc, Hèn luôn đến với thầy. Và ngày hôm nay cũng vậy, bạn hãy follow Hèn nhé. Rồi, hôm nay thầy sẽ dành cho em giống như một món quà.
coi như một cái hành trang trước khi em đi, là thầy sẽ chỉ ra cho em cách lấy cái năng lượng từ bên trong của mình. Thì chỉ cho em cái cách để mình truy cập, mình chạm được tới cái năng lượng đó. Để mỗi khi cần, em cứ giống như tưởng tượng em cắm cái sợi dây điện vào trong đó thôi, thì nó sẽ tỏa ra cái năng lượng ở xung quanh của mình. Dạ. Thì phương pháp đó em sẽ dẫn thông qua cái thiền của ngày hôm nay. Rồi, biết vậy ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại và để ý hơi thở của mình. Ta cảm nhận rất là rõ, ta đang ở trong một căn phòng nhỏ nhỏ, ấm cúng, bên cạnh những người bạn và thầy. Hơn em ngày nay á, là đã bắt đầu ý thức được cái hình ảnh của mình nó sẽ tác động lên mọi người xung quanh như thế nào. Không những vậy, bạn ấy cũng đang học điều tiết cái năng lượng của mình khá là tốt. Cái cách bạn ấy suy nghĩ, cái cách bạn ấy nói, cái cách bạn ấy đối đáp thì mình cũng thấy là có sự chỉnh chạc lên rất là rõ. Bắt đầu suy nghĩ theo cái dạng là trách nhiệm, là bổn phận của mình. Khi được vinh dự cái này rồi thì mình sẽ đóng góp trở lại cho cộng đồng và xã hội như thế nào. Cô em đã trưởng thành rất là nhiều trong mấy tháng qua. Em là một ngọn núi. Em đến từ cao nguyên trung phần của Việt Nam. Trong cơ thể của em là có đất, có sắt, có kẽm. Thầy mời em hình dung trong cơ thể của em là một hòn núi vững chãi, những chất cấu thành xương, khớp. Cái hạn chế, nếu mình nói theo cái nghĩa đó, thì hạn chế của hơi hen á là thiếu tham vọng. Bạn ấy đến giống như bông hoa rừng vậy đó, cũng có cái mong muốn của tuổi trẻ của mình. Tuy nhiên, để thực sự mà ganh đua trên cái chiến trường sắc đẹp của thế giới thì bạn ấy thiếu cái sự ganh đua đó. Cái khát khao đó chưa đủ mạnh, chưa đủ cháy bên trong bạn đó. Thầy mời em tận hưởng cái hơi thở tràn đầy năng lượng của mình. Tôi là hoa, hương thơm cho đời. Tôi là nước, suối nguồn của sự sống. Rồi, nhẹ nhàng mở mắt ra. Rồi, cảm thấy thế nào rồi? Thoải mái ạ. Rồi, tốt rồi. Và em ngồi lại lên ghế nhé. Thì khi em tập cái này á, mỗi tối thì trước sự kiện quan trọng em chỉ cần thở khoảng 9 hơi là xong. Dạ, mình phải tập trước. Xong hôm nay ha, tối về em cố gắng trước khi ngủ bỏ ra khoảng nửa tiếng ngồi lại đúng cái quy trình đó. Và hình dung bông hoa, suối, núi. Hít vào là hoa, thở ra là hương thơm. 3 lần như vậy. Đổi hình ảnh. Hít vào là suối, thở ra là suối nguồn của sự sống. 3 lần như vậy. Hít vào là núi, thở ra là kiên định. 3 lần như vậy. Thì tổng cộng là 9 lần. Đó là 3 thứ trong một cái hành trang gửi tặng em. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Okay. Hen vừa học xong với thầy Đức. Thầy Đức tặng cho Hen một món quà, hy vọng là Hen có thể áp dụng được cái món quà này trong cái lúc mình trước khi lên sân khấu, hay là cái lúc mà mình cảm thấy mình mất năng lượng nhiều nhất. Mình sẽ tận dụng và cố gắng sử dụng hết trí óc của mình nhớ những bài học mà thầy đã chia sẻ cho Hen ngày hôm nay. Như là mỗi ngày mà khi mà Hen tới đây, cái căn phòng này luôn là một cái căn phòng mà trao cho Hen một cái năng lượng tích cực, cũng như là luôn luôn chia sẻ những cái nỗi lo lắng hay là âu lo của mình cho thầy. Hen cảm thấy rất là hạnh phúc. Thấy không? Mọi người có thấy Hen rất là nhiều năng lượng không? Mặc dù ngày hôm nay Hen đã đi quay từ buổi sáng, tham gia rất là nhiều lớp học khác nhau rồi, nhưng mà Hen vẫn còn nhiều năng lượng. Nhưng mà bụng thì đói rồi đấy, bây giờ Hen đi ăn. Các bạn có đi ăn không? Hay là theo Hen? Thôi nói đùa vậy thôi, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tập tiếp theo. Bye bye!